Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thành phố Đà Lạt thường xuyên xảy ra tình trạng ngập lụt cục bộ sau những trận mưa lớn. Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố Đà Lạt đã triển khai công tác kiểm tra rà soát, tiến hành nạo vét, đảm bảo khơi thông dòng chảy, chống ngập mùa mưa, đồng thời tạo mỹ quan môi trường cho thành phố. Ghi nhận tại địa bàn phường 8, một trong những địa phương tiên phong trong triển khai công tác này. Thời điểm này, tại khu vực suối thuộc tổ dân phố Nguyên Tử Lực 2, phường 8, thành phố Đà Lạt, công việc nạo vét dòng suối này đang được cấp ủy chính quyền địa phương cùng với ban công tác mặt trận, tổ dân phố tích cực triển khai. Cùng với sự tích cực chủ động của địa phương, người dân trong tổ dân phố cũng nhiệt tình hưởng ứng, đặc biệt là bàn giao phạm vi hành lang của suối để đơn vị thi công triển khai, tạo diện mạo sạch sẽ, bảo đảm môi trường khu dân cư sau khi nạo vét. Chính quyền địa phương cũng là làm quyết liệt, tạo cái hết sức là cái thuận lợi cho bà con ở đây. Cái này tôi rất phấn khởi. Hiện nay cái chủ trương của đảng ủy và chủ tịch ủy ban nhân phường 8 là ra chỉ cái đạo quyết liệt và cùng thành phố đó làm sao thực hiện không chỉ những cái đường mương của cái Mai Xuân Thưởng mà tất cả các cái đường mương nằm trong ở phường 8 cũng như kể cả cái Mai Xuân Thưởng đây và tới đây cái đập 1 cũng phải làm. Cho nên có tính quyết liệt và đây là vận động cho nhân dân đồng thuận, tức là sự đồng thuận của dân dân đóng góp 100%. Đó là cái đồng thuận của nhân dân, làm sao khơi thông cái dòng chảy mà tới đây là chống cái ngập úng để tạo cho điều phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Được biết, thời gian qua, thành phố Đà Lạt thường xuyên xảy ra tình trạng ngập lụt cục bộ sau những trận mưa lớn. Nguyên nhân chủ yếu là các dòng suối lâu ngày không được nạo vét. Ngoài ra, một phần cũng là do một số người dân thiếu ý thức, vứt rác thải sinh hoạt và rác phụ phẩm nông nghiệp thẳng ra suối, dẫn đến nhiều điểm bị tắc nghẽn. Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cũng như thành phố Đà Lạt, cấp ủy chính quyền phường 8 đã đồng loạt ra quân, tiến hành thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy tại các suối chảy qua khu dân cư. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra rà soát để nắm bắt tình trạng các khu vực suối, ghi nhận hiện trạng, có biện pháp xử lý, tháo gỡ đối với các công trình xây dựng trái phép, vi phạm hành lang suối. Ghi nhận thực tế, sau khoảng 20 ngày triển khai, đến thời điểm này, phường 8 đã thực hiện nạo vét được khoảng 5 km suối trong khu vực này. Chúng tôi đã tuyên truyền vận động người dân cùng với nhà nước để vận động, để tuyên truyền, để nạo vét và khơi thông dòng suối. Công tác vận động thì có một số đồng hộ dân thì vẫn chưa đồng thuận, nhưng mà với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị thì chúng tôi đã tập trung bằng nhiều cái hình thức tuyên truyền, vận động để làm sao đó người dân đồng thuận cao và tự đóng góp kinh phí để nạo vét. Với sự vào cuộc của tất cả các hệ thống chính trị, đặc biệt là các tổ dân phố, đi đến từng nhà, thống kê từng cái diện tích thì cũng đã cơ bản là cũng đã tuyên truyền vận động người dân là đồng thuận cao trong cái việc nạo vét suối. Người dân dọc cái tuyến suối rất là phấn khởi. Thành phố Đà Lạt là địa bàn tập trung nhiều suối chảy qua khu dân cư, khu vực sản xuất của người dân. Vì vậy, việc chủ động triển khai công tác nạo vét suối tại địa bàn phường 8, thành phố Đà Lạt sẽ giúp khơi thông dòng chảy, nhất là trước mỗi mùa mưa đến, qua đó giải quyết tình trạng ngập lụt cục bộ, tạo mỹ quan, môi trường sống cho thành phố. Tuy nhiên, về lâu dài, ngành chức năng cũng cần có những giải pháp để rà soát đầu tư, nâng cấp, mở rộng suối, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng vứt rác trái phép ra khu vực suối, nhằm bảo vệ việc lưu thông dòng chảy và bảo vệ môi trường của thành phố.